Hello các bạn, hôm nay Yuni sẽ tập tay. Thì bình thường á là Yuni sẽ khởi động nha. Rồi bình thường một cái ngày tập tay của Yuni, tôi đọc lịch tập cho. Đầu tiên á là những bài mà cuốn, đứng cuốn tạ đơn lên như thế này. Chúng ta sẽ tập 3 hiệp và tăng dần mức tạ. Sau đó chúng ta sẽ tập nâng vai ngang để tập săn chắc cái phần vai cùng 3 hiệp nâng dần mức tạ. Rồi cái mức tạ của nữ bình thường á, như Yuni tập á, khoảng tầm từ 3 đến 5 kg thôi. Nghĩa là ví dụ như mà 1 kg tập không được đâu. Ví dụ như mà em Yuni tập 3 kg á, thì sẽ ví dụ như hiệp 1 sẽ 3 kg khoảng 12 cái, hiệp 2 bớt xuống 10 cái và hiệp 3 tăng lên 5 kg xuống 8 cái hoặc 6 cái. Đây là cái chương trình mà tôi xây dựng để Yuni gia tăng sức mạnh, tăng cơ, tăng ký. Rồi nhưng mà vẫn duy trì cái lượng mỡ thừa trong cơ thể ở mức thấp nha. Rồi bài sau khi mà tập bài 1, bài 2 là tay với vai thì sẽ khá là mỏi, nên sẽ quay lại cái tập một cái bài xoay eo. Đó sẽ tập vô cái phần cơ bụng ở giữa, ở phía hông và hai bên sườn ly sườn để tập cái phần cơ bụng số 11 đâu, cơ bụng của em đâu. Đó. Tại mà khi mà chúng ta cầm một cái gì đó mà chúng ta xoay như thế này á, thì chúng ta sẽ tập nhiều vô cái phần bụng ở giữa và phần hai bên. Cho nữ có cái phần eo thon gọn nó khác những cái bài tập của nam. Nam ví dụ tập những cái bài mà gặp á, thì nó sẽ tác động và nó xây dựng khối cơ theo hình vuông nhiều hơn ha. Rồi bài số 4 thì sẽ chuyển qua bài tập chống tay băng ghế kéo lưng tạ đơn như thế này để tập săn chắc phần lưng. Rồi theo công thức là 3 hiệp và tăng dần. Và bài số 5 sẽ là tập bài tay sau với deep set với băng ghế. Đó sẽ tập với cái băng ghế màu đen kia. Rồi lát nữa tôi sẽ hướng dẫn. Bài số 6 là chúng ta sẽ tập deadlift, tập tổng lực toàn thân ha. Rồi em khởi động chưa? Cần căng đùi luôn á, cổ tập nè. Rồi khởi động chưa? Khởi động chưa? Rồi. Rồi vô tập đi, lấy một bài ký đi. Mang bao tay vô, các bạn tập những bài này các bạn nhớ mang bao tay vào nha. Anh quay clip cho các bạn, anh sẽ nói hơi nhiều nha. Rồi ngồi đâu? Rồi em đứng em tập đi, đứng nhìn vô gương. Ngồi biết có tì được chứ. Ngồi tì tay, cú là bài khác, đứng là bài khác, cú luôn phin hai tay. Rồi đứng, đứng thẳng đi, đứng thẳng đi. Đó, em đứng vậy nè, rồi em cú lên. Chỉnh cái bàn tay lại nè, đó cho nó giữa bàn tay, rồi cú luôn phiên. Một, bên kia. Hai rồi. Hai đó, đếm đủ nha. Thẳng lên. Đó, còn em đứng nhìn vô gương cho nó dễ. Đứng nhìn vô gương cho nó dễ. Đúng rồi chưa? Đâu? Rồi, thả thả xuống. Sẽ tập 3 hiệp liên tục luôn. Đó. Đó, thả lỏng tay đi. Nghỉ 30-45 giây luôn. Vô, quay vô lại luôn, không tập xen kẽ. Dạ. Em muốn xen kẽ thế không? Không, đổi lại khác. Tức tập xen kẽ đúng không? Ừ. Rồi chiều ý luôn. Rồi trong thời gian đó tập bụng nha. Đó. Rồi. Rồi làm 15 cái đi. Hồi nãy đâu có bài này đâu. Giờ bổ sung, tại em thích bổ sung mà em thích bổ sung mà anh bổ sung. Rồi đi. Giờ đừng đứng cuốn đi. Ủa ai kêu biểu đòi bổ sung. Rồi cuốn tiếp. Ủa hay sao bổ sung bài khác chứ bộ. Rồi cuốn tiếp 12 cái đi. Một. Tập trung. Anh không muốn em bổ sung, muốn em dùng sức em tập trung cho bài đó. Tập tay mà, đang tập chuyên cho tay mà. Tắt bớt quạt này, lúc nói tắt bớt quạt cho nó nóng nha. Không. Rồi rồi, thôi tập đi. Tốt. Bạn nào? Bạn nào? Cho anh tập mình đi, giờ anh thích thuốc rồi không? Nào muốn rồi nè. Yes. Nhìn trước kìa. Thank you.
Bây giờ qua cái hiệp 3 là cái hiệp cuối của bài cuốn tay này nó sẽ nặng hơn. Tập mỗi bên 8 cái thôi, 6 cái cũng được nha. Tập từ 6 đến 8 cái thôi nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà em muốn tập cái tạ xương cá của em hay là tạ nhựa cao su đen hay là tạ này? Lấy tạ đỏ đi. Đỏ đúng không? Rồi dùng đây có 3, tạ 1 nặng 5 kg luôn các bạn. Nè, vô cái bài này á, khi nãy á là em đứng em cuốn á, em tùy cái tay nó vô như vậy. Khép sát nó sẽ hơi nặng. Bây giờ anh trai em hơi di chuyển một chút thả lỏng ra, nhưng khi mà bởi vì nó nặng hơn, khi mà em cuốn á, em hơi nghiêng người nhẹ qua, em hít em nén một hơi sâu đó nha, xong đưa xuống gọn chắc từng bên. Khi nào đuối quá thì hơi cho phép hơi quanh lại nhẹ chút đó nha, làm sao mà đủ 8 cái một bên nha. À, tập sức mạnh đó, đó là tập sức mạnh đó. Tập sức mạnh là làm gì? Tập sức mạnh là tay nó mạnh hơn. Em mạnh hơn là gì? Cứ tập đi. Rồi, bóp chặt bằng tay vô. Một, rồi. Sao tay phải vậy thôi? Tay đi, đang tập tay trái vậy. Vậy thôi, tập chút, tập chút mình làm cho mình dở. Anh đỡ cho nha, đỡ chút. Lên. Rồi bóp vô. Rồi. Rồi lấy xuống. Búa lên. Chuyển búa đi. Rồi xoay thành búa. Quanh quá. Vừa rồi. Rồi. Tiếp. Đó. Rồi. Bóp chặt vô. Rồi. Đúng rồi. Tiếp. Tới. Rồi. Tới. Rồi, tới. Rồi, hạ xuống. Rồi, đổ qua 3 cái cuốn tiếp. Đổ qua 3 cái cuốn tiếp đi. Không có cuốn 4 cái đâu. Rồi, không có cuốn 4 cái. Rồi, cuốn tiếp 3 cái. Rồi, cuốn nè. Hai tay cùng lúc. Đưa xuống, đưa thẳng trước luôn. Đưa thẳng trước thẳng luôn. Rồi, đưa xuống. Rồi, cuốn lên. Cộng lên. Rồi, lên. Rồi, thả từ từ thôi. Đó, thả từ từ, gồng cơ lại, thả từ từ. Thả từ từ, chạm tới tay anh. Cuốn rồi. Chưa chạm hả? Cuốn. Dạ. Đó. 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 Ok, rồi đó, xong bài tay rồi đó. Thả lỏng đi. Mỏi tay quá. Là đập tay mà, đập vậy mới lên sức mạnh được chứ. Sống mạnh làm gì? Đỡ mạnh hơn, giật tay với anh. Rồi, em nước đi. À, giờ tới bài gì? Rồi, giờ tiếp theo là tới bài vai. Em thích ngồi hay đứng? Ngồi. Ngồi gì nha? Ngồi gì mình nâng lên nó kẹt. Kẹt. Thôi ngồi về đây. Ha. À. Ngồi vậy nha. Cảm ơn. Tập săn chắc cái vai. Rồi à, bắt đầu với mức 3 kg luôn đi. Tất nhiên là 3 kg. Đúng rồi, 1 kg thì nó quá nhẹ để có thể tập được. Rồi, vô nha. 2,5 đâu? 2,5 à, nhà mình có 2,5 đâu. Hồi nãy giờ một bài đầu tiên hết 9 phút rồi. Rồi vô nào. Anh nói nhiều quá. Anh không được nói à? Không phải. Tại anh ghét vào tay em nên em ngửa tay. Rồi, 2 cái vô đây. Trời. Bóp. Nãy vô đó. Bóp. Ờ, rồi, đặt đi. Rồi, nó nghe lên nha. Rồi, đỡ cho. Xuống, cả tay xuống đây xuống, dùng cánh tay ra, cao hơn từ tay còn lắm. Rồi, duỗi ra, duỗi cánh tay ra. À, là duỗi hay là cong nè, chứ anh kêu cong mà. Hơi cong nhẹ, cánh tay ra, duỗi vừa đó thôi, em là cong quá. Gì nè. Nè, đó. Nha, rồi xuống, đuôi tay xuống. Rồi, nó lên. Một, bẻ cổ tay giữ cứng lại, để cho nó dọn xuống. Hai,
sẽ tập trung vào xuất hiện. Và đúng rồi. Đấy. 4 5 Đó. 6 Đúng rồi. 7 Rồi đó, đấy. 8 Đấy. Thôi nặng không hả? Đấy, nè rồi, cầm sức. 9 Đấy. 10, ok. Rồi đó. Khá là khó, không có dễ đúng không? Muốn sang chắc không có dễ đâu nha. Anh ăn lấy cái thước dây lại đây tỏ này chơi em đi. Tỏ gì? Tỏ này đến phút này. Phút đó chính xác đó là bao nhiêu có được chứ? Coi rồi đâu? Coi từ cái lằn cổ này. Lằn cổ. Đây mấy này. Đó đỉnh tay đúng không? Ừ. 15 cm. Ở bên đây. Cũng vậy luôn. Sao thấy bên này nó rộng hơn bên này đó? Giác vậy thôi. Đau tay anh đó. Vô tiếp, 3 kg lên tiếp. Rồi, nãy ra nè. 15 luôn. Rồi ok, đổi bài. Dễ tập anh Giang đó. Rồi, cái bài gì? Rồi bây giờ tới bài bụng nha. Bây giờ vô bài bụng nó sẽ như thế này. Để em cầm cái bánh tạ 2,5 kg thôi. Rồi.
mấy bạn. Phần này nhìn giống đồ đi xe máy không? Nè, này, anh sẽ đứng anh giữ cái chân của em. Em ngã gần hết người ra sau. Xoay. Này hết gần của anh giữ lại. Được. Nha, càng ngã ra sau càng nhiều càng tốt. Rồi, mỗi người 15. Vô. Liên tục cái cảm giác như muốn ngủ luôn đúng không? Đó. Đó, này tập bắt đầu rồi. Tập dữ hơn nè, mức độ khó hơn. Nghe anh nhiều hơn. Cứng nhắc rồi nha. Cứng nhắc rồi, nước cho tiếp thứ 3. Các bạn thấy quần này của mình đẹp không? Mình mặc mà mình cứ thấy sao sao ấy. Từ từ giãn một cái đã không hết chỗ rốt bột mà tối đau chết luôn á. Giãn bột đi. Còn làm ba ba thì không gì dễ đi xuống luôn. Mình nó mát xa vậy em. Để lấy ba nó mát xa vậy em. Ai ra kia đi. À đi đi ra kia đi. Đã quá tốt. Đã càng nhiều. Rồi, đúng nha. Rồi, đấy. Đúng rồi đó.
gọn nhịp thở rồi đó đúng không? Rồi đó là tốt đó. Muốn quá. Rồi, giờ này ta tập rất là tốt và tập bụng đó hả? Mấy bạn tập có thấy bị ngứa giống mình không? Em tập em càng ngày em tập em càng cảm nhận á. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tới kéo lưng thả lưng. Nè, mấy bạn nào mà muốn mua đồ giống mình đó, comment dưới mình gửi. Mình chỉ mua cùng với mình mặc đồ cho đẹp. Mặc dù là BA miễn phí, nhưng mà tại đồ này mặc rẻ mà đẹp. Rồi, mà mát ra luôn đây, mấy bạn hỏi mình trả lời rồi mà không biết mấy bạn rồi. Không biết có bị sót không. Cố gắng tập trung giữ lưng thẳng nha, kéo à. Nha, 5, 7, 10, thịt 1, 5, thịt 2, 7, rưỡi, thịt 3, 10, ra mỗi bên 10 cái, vô. Lên như thế, lên, thăm rưỡi chân này. Cái phần này như này là trong khu góc này thấy không? Rồi. Sao mỗi anh ra là phải hình dung nhét rồi lồng ra xíu thôi, lồng ra xíu rồi quá mỏng tới đó. Xích ra ngoài xíu, em bên, đang đứng vô, em đứng ra cạnh ghế, em mới kéo được, em kéo lên nó chị. Kéo được mà. Rồi ok rồi, kéo em. Đúng rồi, đang kéo. Kéo lên này. Ừ, đó. Bảy là chỗ khác, bảy. Sao phòng này 7 rưỡi, 5 đâu? 5 anh để đó, em đã lan qua đâu? Bảy. Đi ra đi, không bị bạn bè bây giờ. Nó sẽ lé vô mặt đó. Kêu mình bây giờ không nghe. Đúng rồi. Cố định ba này luôn. Rồi. Về ngay như vừa rồi mình vô vai lưng thôi. Hồi nãy vô lưng thôi, còn okay. Thì vô vai thôi. Ok, ra di chuyển. Rồi, 7 rưỡi. Hai là 7 rưỡi. Lưng dưới đúng không? Lưng dưới rửa. Lưng giữa, lưng giữa. Kéo này nè. Ok rồi. Với được thế. Kéo ra xong mới biết okay, được. Ok, ok rồi, với được thế đó của em vô. Các bạn thấy không, với một bài tập mỗi người một tư thế nó sẽ hơi vô cái phần khác nhau nha. Mười thôi ha. Rồi, qua hết 10 mới là xuống 8 nha. Qua 10 em kéo anh có 8 cái được. Thì kéo được bao nhiêu cái kéo? Rồi, ok. Bao nhiêu phút rồi? 24 phút rồi, 25 phút rồi. Hết bài này cắt một video, quay qua bài khác. Chuẩn hết đó. Rồi, ok. Để mình xuống không? Mình có người đi lấy tạ cho mình. Có muốn thử thách là kéo góc cổ mà để đùi vuông góc như không? Ừ. Góc này là cái góc mà của em tùy về em có thế nè. Em để giữ gì là em quẹt. Em mất thế vô tay vài lần nữa. Mà em mới tập chưa quen cái đó em cứ tùy lên như em để được. Góc kỹ thuật kia là hơi cao hơn. Rồi đó, giữ góc đó được rồi.
xa tay ra, đưa nó không trụ được không? Vậy nó bao vô luôn. Dạ, yeah, ok, rồi. Tùy em. Cảm nhận. Đúng, chính xác, tùy. Quá tốt. 10. Từ 10 cái luôn. Cái thứ 8, 9, 10 vô nhiều nhất đúng không? Ừ. Đó, anh cảm nhận thấy không? Các bạn thấy không, mỗi bài tập mỗi người có một góc tập nó sẽ hơi khác nhau một chút. Vô bụng luôn á, bụng gồng kìa, lên liên sườn luôn kìa. Tốt. Đã không? Phải không? Chia sẻ cảm nhận cho các bạn xem. Nhói lưng, đau lưng, đau bụng. Rồi, nghỉ 1 phút nha. Nghỉ được 10 ký nha. Phải ai kêu là gầy ổn thâm đen như sát khô nha. Đau cùng 10 ký vô nên mới ké đâu à? Đây nè. Kìa không? 10 ký nha. Thấy số 10 không? Wow, thấy rồi. Đi thấy sao không? Sợ chưa? Quan trọng là người cơ như thế nào đúng không? Rồi, nghỉ 2 phút vô tiếp nha.